Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, hoạt động truyền thống đầy ý nghĩa nhân dịp đầu năm được phát động rộng rãi trên khắp thành phố Hải Phòng, nhân lên khí thế và quyết tâm mới cho năm 2019. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức, người lao động toàn thành phố tập trung cao thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ, bắt tay vào công việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương. Không chỉ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, những người cán bộ tại cơ sở còn giữ vai trò trung tâm hòa giải, đoàn kết, góp phần giữ cho xóm ngõ yên vui, gia đình hạnh phúc. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng do đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu tới dâng hương tại nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở xã An Đồng, huyện An Dương. Dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, một tấm gương cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và là bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hải Phòng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành kính tri ân sâu sắc về những công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cùng những cống hiến không nhỏ cả về lý luận lẫn thực tiễn đối với công tác công vận và hoạt động công đoàn. Noi gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người cộng sản kiên trung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cùng các tầng lớp công nhân lao động cả nước quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, tập trung trí tuệ xây dựng Hải Phòng trở thành hình mẫu của thành phố công nghiệp, phát triển đi đầu như tinh thần nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa 12. Mừng xuân mới Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 60 năm Bác Hồ phát động Tết trồng cây, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố trồng cây trong khuôn viên nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia, nơi hun đúc hồn thiêng dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau, nhằm tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường cũng như góp phần thu hút đông đảo du khách tới tham quan chiêm bái. Cũng trong sáng nay, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tới dâng hương tại đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm ở thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo. Cùng đi có đồng chí Lê Ngọc Chữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương tại đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, di tích quốc gia đặc biệt là nơi thờ Trình Quốc Công, danh nhân văn hóa Nguyễn Bình Khiêm, người hội tụ những phẩm chất và đức hạnh cao cả của bậc minh triết. Những câu nói của ông thể hiện sự hiểu biết sâu rộng và một tầm nhìn lớn lao vượt thời đại. Di sản tư tưởng, quốc dĩ, dân vì bản của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm vẫn luôn có giá trị to lớn trong xã hội hiện đại và trường tồn cùng thời gian. Phát huy truyền thống của vùng đất địa linh nhân kiệt và nêu cao đạo học của danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước. Nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tặng quà và chúc cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Di tích Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm sức khỏe, hạnh phúc, tới thăm, chúc Tết và tặng quà lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận những kết quả mà huyện đạt được trong năm 2018, nhất là xây dựng nông thôn mới và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Đồng chí Bí thư Thành ủy chúc Đảng bộ, chính quyền huyện Vĩnh Bảo tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019, tạo tiền đề giúp huyện thực hiện tốt nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố. Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, sáng nay đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố dự lễ phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019 tại huyện Vĩnh Bảo.
Cùng dự có đồng chí Lê Ngọc Chữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố. Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu xuân, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo tổ chức trồng dừa tạo bóng mát trong tổng số 1.500 cây dừa được trồng tại hai tuyến đường với chiều dài hơn 15 km từ cầu Nhân Mục tới cầu Lạng Am, kết nối với đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm nhằm tạo cảnh quan môi trường sống xanh, sạch, đẹp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Việc trồng cây bảo vệ môi trường được huyện Vĩnh Bảo thường xuyên phát động vào dịp đầu xuân nhằm nâng cao ý thức và tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh của các cơ quan đơn vị và người dân. Nhân dịp này, 30 tân binh trên địa bàn huyện chuẩn bị lên đường nhập ngũ được tặng quà và sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng một sổ, góp phần kịp thời khích lệ động viên các chiến sĩ hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã tới dự lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019 tại quận Hồng Bàng. Cùng dự có đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại năm 2019 được quận Hồng Bàng phát động rộng rãi tại 11 phường, các đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các khu dân cư trên địa bàn. Được triển khai thực hiện hàng năm, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống nhằm cải tạo môi trường, gìn giữ cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần hiệu quả vào công tác chỉnh trang đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tết năm nay, ngoài trồng 50 cây xanh tại khu tái định cư, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng tiếp tục trồng hàng trăm cây xanh tại các tổ dân phố, tạo thêm bóng mát và mỹ quan đô thị cho quận trung tâm thành phố, từng bước góp phần để đô thị Hải Phòng thêm sáng xanh sạch đẹp. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tới dự và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại tại huyện Tiên Lãng. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Những năm qua, huyện Tiên Lãng phát động sâu rộng phong trào trồng cây gây rừng, tạo cảnh quan trong lành xanh sạch đẹp. Đến nay, toàn huyện đã trồng được gần 350.000 cây phân tán cây bóng mát, cây lấy gỗ, hơn 520.000 cây ăn quả các loại và 900 hectare rừng phòng hộ ven biển, xây dựng hai tuyến đường chỉ trồng cây dừa là đường 212 và đường 25. Nhiều địa phương đã xây dựng được một số tuyến đường trồng một loại cây, các tuyến đường hoa. Tiếp tục thực hiện tốt lời dạy và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, huyện Tiên Lãng phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019 với nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò tác dụng to lớn của việc trồng cây, trồng rừng, tạo phong trào người người trồng cây, nhà nhà trồng cây gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, tập trung cao chăm sóc bảo vệ cây đã trồng, tạo cảnh quan môi trường sống xanh sạch đẹp. Hòa cùng không khí náo nức phấn khởi của mùa xuân mới, trong ngày hôm nay, các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo thành phố đã diễn ra sôi nổi trên khắp các địa phương, đơn vị. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố dự phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại quận Ngô Quyền. Trong dịp này, quận Ngô Quyền trồng 15 cây sấu phượng vĩ là những cây có chất lượng tốt do Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh Hải Phòng cung cấp. Cũng trong dịp này, quận phát động các phường, cơ quan đơn vị trường học trồng mới thay thế, tổ chức chăm sóc tốt các cây đã trồng, góp phần làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, dự lễ phát động Tết trồng cây tại khu vực Hồ Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Để góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, dịp này, toàn huyện Thủy Nguyên phát động mạnh mẽ phong trào trồng cây xanh, tạo môi sinh môi trường, trồng khoảng 1.500 cây bóng mát, cây ăn quả, góp phần phủ xanh nhiều khu vực đất trống đồi núi trọc trên địa bàn. Các xã thị trấn ven đê cũng trồng được gần 400 hectare rừng ngập mặn, góp phần hoàn thành các chương trình dự án trồng rừng của chính phủ và thành phố. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố dự lễ phát động Tết trồng cây tại quận Hải An. Với phương châm trồng cây nào sống cây đó, năm nay hầu hết các cây xanh được trồng mới trên địa bàn quận đều đảm bảo chất lượng, cây to khỏe có đường kính từ 0,5 cm đến 0,7 cm. Cùng với phát động Tết trồng cây, cấp ủy chính quyền địa phương tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc cây, tuyên truyền vận động nhân dân không chặt phá cây, giữ gìn và bảo vệ môi trường tại khu vực sinh sống, gắn việc trồng cây với các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương và thành phố.
Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã cùng cán bộ và nhân dân địa phương trồng 150 cây xanh bao gồm phượng vĩ, sấu, long não, keo có chiều cao trên 4 mét. Trong dịp này, huyện An Dương dự kiến trồng trên 5.000 cây xanh tại các tuyến đường trục thôn, xã, thị trấn, trong khuôn viên các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn. Trong đó, hơn 4.800 cây được mua từ nguồn xã hội hóa, tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên để bảo đảm chất lượng và số lượng cây sống cao, phát huy hiệu quả của việc trồng cây. Tại công viên Đầm Vuông, quận Đồ Sơn, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, tham dự Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, cùng cấp ủy chính quyền, các lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân địa phương trồng 40 cây long não, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong phòng chống biến đổi khí hậu. Dịp này, các phường và đơn vị trên địa bàn quận cũng trồng hàng nghìn cây ăn quả, cây bóng mát, cây hoa ban, hoa đào tại những khu dân cư, nơi làm việc, danh lam thắng cảnh nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, gìn giữ môi trường sống và tuyên truyền ý nghĩa sâu sắc của Tết trồng cây Kỷ Hợi 2019. Đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, dự và phát động Tết trồng cây tại sân Gò Công, quận Kiến An. Tết trồng cây năm nay được địa phương phát động sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức, động viên khuyến khích người dân trồng cây trồng rừng, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ tốt môi trường sống, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, làm cho đất nước càng ngày càng xuân như lời dạy của Bác. Dự và phát động Tết trồng cây tại quận Lê Chân, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cùng cán bộ và nhân dân địa phương trồng mới 35 cây sấu và phượng vĩ tại mặt bằng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố tại phường Vĩnh Niệm và đền Liệt sĩ quận Lê Chân. Ngoài trồng mới 1.000 cây xanh tại các đường ngõ khu dân cư, năm nay quận Lê Chân tiếp tục trồng thêm nhiều cây xanh trong khuôn viên cơ quan, trường học, xung quanh nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, các tuyến kênh và ven đường giao thông nhằm tăng độ che phủ và cải tạo môi sinh trên địa bàn. Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, dự và phát động Tết trồng cây tại huyện Kiến Thụy năm 2019. Để bảo đảm các tiêu chí về môi trường, huyện Kiến Thụy phát động nhân dịp đầu xuân, mỗi xã trồng mới 1.000 cây xanh, bao gồm cây ăn quả, cây bóng mát và cây rừng các loại. Nguồn kinh phí cho hoạt động trồng cây do các xã thị trấn tự cân đối. Dự kiến trong ngày ra quân trồng cây đầu năm, toàn huyện Kiến Thụy trồng được gần 5.000 cây các loại. Chương trình trồng cây đầu xuân được thực hiện đến hết tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành dự lễ phát động Tết trồng cây tại quận Dương Kinh. Trong dịp này, toàn quận trồng khoảng 156 cây gồm cây bóng mát và cây ăn quả như mít, sấu, long não, phượng. Trong năm sẽ tiếp tục trồng mới và thay thế hàng nghìn cây tại các phường, khu dân cư, cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn, tổ chức chăm sóc để cây đã trồng sinh trưởng và phát triển tốt, bảo đảm tỷ lệ sống cao. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp. Tại huyện An Lão, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến dự và phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. Ngay trong sáng nay, đã có 100 cây sấu được trồng xung quanh sân vận động xã An Thắng, Lữ đoàn 679 vùng 1 Hải quân và Tiểu đoàn 11. Ngoài ra, theo kế hoạch trong năm 2019, huyện An Lão sẽ phấn đấu trồng mới thay thế hơn 12.000 cây xanh các loại tại tất cả các địa phương đơn vị trên địa bàn huyện và ở các khu vực đất trống, đồi núi trọc nhằm tạo cảnh quan và cải thiện môi trường sinh thái trên địa bàn. Tròn 60 năm sau lời phát động của Bác Hồ kính yêu, cứ mỗi độ xuân về, Tết trồng cây lại được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đi vào nếp sống thường nhật và trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam. Việc trồng cây thật sự trở thành ngày hội trong nhân dân, một việc làm đầy ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường sống. Và không chỉ là truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, Tết trồng cây còn là nhiệm vụ mở đầu của năm mới, có đó đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu xuân. Cách đây đúng 60 năm, với tầm chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết bài đăng trên báo Nhân dân với nhan đề Tết trồng cây. Phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây gây rừng đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. Người chỉ rõ, việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Đó cũng là một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người, từ các cụ phụ lão đến các cháu nhi đồng, đều có thể hăng hái tham gia. Từ đó, dân tộc ta có một cái Tết thật đặc biệt, Tết trồng cây,
một cái Tết đầy ý nghĩa làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Và cũng kể từ đó, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, các ngành, các địa phương, đơn vị, cơ quan đoàn thể và nhân dân cả nước lại tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, đưa phong trào Tết trồng cây ngày càng phát triển. Không chỉ tạo nên một nét đẹp truyền thống của dân tộc trong những ngày đầu xuân, Tết trồng cây còn mang lại hiệu quả thiết thực cùng những lợi ích to lớn cho đất nước, trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến xuân về. Trồng cây, cây rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong những năm qua, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, để lại hậu quả rất nặng nề. Phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đã trở thành một xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia dân tộc. Đứng trước khắc nghiệt của thời tiết, của quá trình phát triển, sự suy giảm chất lượng môi trường càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ, càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng. Rằng trồng thêm một cây xanh sẽ góp phần tạo ra một tiềm năng của cải vật chất to lớn cho đời sống của mỗi gia đình và xã hội. Trong sự phát triển của đất nước và thành phố hôm nay, trồng thêm một cây xanh cũng chính là góp thêm một chút hương sắc cho đất Việt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ vĩ đại. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Tại cuộc họp mới đây của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết, bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là những công việc còn tồn đọng hoặc chậm tiến độ do nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan hành chính công, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều bắt tay ngay vào công việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương. Theo lịch hẹn, sáng nay ông Vũ Kim Hoài đến nhận hồ sơ địa chính tại Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền. Ngay từ đầu giờ sáng, hồ sơ của ông đã được hoàn thiện và sẵn sàng chờ người đến nhận. Người dân tới sớm tại các cơ quan hành chính công được phục vụ tận tình, nhanh chóng. Tôi hôm nay đến làm thủ tục hành chính xây dựng, tức là tôi lộp và đến đúng hẹn 15 ngày theo giấy tờ mà chúng tôi hôm nay đến hẹn đã nhận đầy đủ và được hướng dẫn theo đúng thủ tục. Mà làm như thế là chúng tôi rất hài lòng. Hôm nay thì là gì đến đây thì là gì tôi phục vụ rất tốt. Rất là cảm ơn các nhân viên, cơ quan nhà nước. Bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên. Ngay ngày đầu tiên đi làm, khu vực này đã có khá đông công dân đến làm thủ tục. 7 giờ 45 phút, lãnh đạo phường đã có mặt và trao giấy đăng ký kết hôn cho đôi vợ chồng trẻ. Trong năm vừa rồi và cũng như ngày hôm nay thì tôi thấy là tất cả các cán bộ công chức ở đây làm việc rất là đúng giờ và cởi mở với người dân và tạo điều kiện cho mọi người dân. Ngày đầu năm mới, mọi cán bộ công chức viên chức đều thực hiện nghiêm túc kỷ luật thời gian. Tất cả các bộ phận vị trí đều có đầy đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ. Việc trực Tết được anh em chấp hành nghiêm túc, những cái việc đột xuất như những cái việc khai tử ở trong dịp Tết, chúng tôi đến phục vụ người dân tại nhà, bởi vì là những cái việc đây là cái việc cấp bách. Về cái ngày đầu tiên đi làm thì là cán bộ công nhân viên chức cơ quan thực hiện nghiêm túc cái giờ giấc kỷ cương làm việc. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, việc bảo đảm kỷ cương công vụ đã được quận Ngô Quyền nghiêm túc thực hiện. Các bộ phận đều có kế hoạch cụ thể trước, trong và sau Tết để phục vụ người dân. Ngay từ những giờ đầu, ngày đầu của năm mới thì chúng tôi đều bắt tay vào làm việc như những ngày bình thường. Thế và lãnh đạo quận chúng tôi cũng chia thành một số đoàn đi kiểm tra bộ phận một cửa ở các đơn vị. Thế và rất phấn khởi, ngay tại bộ phận một cửa, ngay từ những giờ đầu của năm mới đã đón được những vị khách, những người công dân đến để giao dịch và một cái ngày đầu năm mới rất là thuận lợi, suôn sẻ và hy vọng rằng là năm nay chúng tôi sẽ phục vụ được nhân dân tốt hơn. Bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân xã Nam Sơn, huyện An Dương. Quân số bộ phận được huy động 100%, bảo đảm người dân được hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất
ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Hôm nay thì tôi đến đây thì thấy các cán bộ ủy ban làm việc rất nghiêm túc ạ và rất chuyên nghiệp ạ và phục vụ người trong địa phương rất nhiệt tình, giúp đỡ người dân rất nhiều ạ. Ngay buổi đầu tiên tiếp xúc đầu xuân mới và chào cờ đầu tháng 2 thì lãnh đạo đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ và công chức của ủy ban về thực hiện chấp hành nghiêm túc về thời gian, giải quyết công việc cho nhân dân nhanh chóng và không gây phiền hà sách nhiễu. Với tinh thần quyết liệt khẩn trương, cán bộ công chức các địa phương tập trung cao giải quyết các công việc còn tồn đọng trong năm và bắt tay triển khai ngay những nhiệm vụ mới ngay từ những ngày làm việc đầu tiên. Không sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc. Không tổ chức cho cơ quan đơn vị đi tham quan học tập kinh nghiệm vào ngày làm việc. Bảo đảm các hoạt động công vụ diễn ra bình thường, thông suốt. Đây là quy định được nhiều cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm. Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, hôm nay các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã trở lại hoạt động sản xuất bình thường, công nhân lao động cũng đã có mặt để chuẩn bị làm việc. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy các doanh nghiệp có nhiều chế độ chính sách giữ chân người lao động, bảo đảm ổn định sản xuất sau Tết. 100% công nhân đã có mặt đầy đủ tại phân xưởng sản xuất của công ty cổ phần Trường An trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới với tinh thần phấn khởi. Năm 2019, công ty đã có nhiều đơn đặt hàng sản xuất, bảo đảm việc làm đầy đủ cho người lao động. Vì vậy mà sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công nhân ai cũng sẵn sàng làm việc với tinh thần cao. Là chúng tôi ngày đầu tiên quay lại làm việc tại công ty và chúng tôi rất phấn khởi sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa rồi. Và sau khi kỳ nghỉ Tết vừa rồi, giám đốc cũng đã gặp tất cả cán bộ công nhân viên và chúc Tết. Và có nghĩa là trong năm nay chúng tôi làm riêng về đơn hàng của chúng tôi luôn luôn ổn định. Các năm trước, sau đợt nghỉ Tết kéo dài, nhiều lao động không trở lại làm việc khiến doanh nghiệp lao đao. Tuy nhiên, trong ngày làm việc đầu tiên của năm, tình trạng trên đã không tái diễn. Số lượng công nhân ít biến động, năng suất lao động được duy trì. Không khí lao động sôi động diễn ra ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới. Tính đến ngày 11 tháng 2, ngày làm việc đầu tiên, thì theo báo cáo của các liên đoàn các quận huyện và công đoàn ngành, thì số lượng các doanh nghiệp mà bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay là trên 90%. Thì trong số đó thì có trên 98,6% công nhân lao động đã trở lại làm việc. Thì có thể nói là đánh giá là năm nay số lượng người lao động quay trở lại làm việc thì cao hơn so với năm trước. Cái thứ hai nữa là có nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp và công nghiệp của công đoàn khu kinh tế thì số lượng lên đến 99%. Đây là một cái tín hiệu tốt để khẳng định rằng trong năm 2019 chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong việc sản xuất và kinh doanh. Số công nhân quay trở lại làm việc gần như tuyệt đối là một tín hiệu vui, bởi đó không chỉ thể hiện sự đãi ngộ tốt của các doanh nghiệp, của thành phố đối với người lao động, mà còn khẳng định sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp, hiệu quả hợp tác giữa tổ chức công đoàn với doanh nghiệp trong việc hoàn thiện chính sách ưu đãi công nhân. Điều này cũng thể hiện rằng công nhân đã hiểu, chia sẻ với những khó khăn và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần cùng với doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm mới. Mọi thành công đều bắt nguồn từ sự nỗ lực của mỗi cá nhân và sự đoàn kết của cộng đồng, tập thể. Nhưng để giữ gìn mối đoàn kết ở cơ sở, xây dựng tình làng nghĩa xóm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân lại không phải việc đơn giản. Khi đó, người cán bộ tại cơ sở phải kiêm thêm vai trò tư vấn, thấu hiểu, khéo léo giải quyết để không xảy ra những điểm nóng từ trong dân. Gần 10 năm làm bí thư chi bộ tổ dân phố số 3, phường An Biên, quận Lê Chân, ông Vũ Thăng Long luôn nhiệt tình với các hoạt động của địa phương, đặc biệt có tiếng là mát tay trong công tác hòa giải. Nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân rất căng thẳng, đơn thư kiến nghị qua nhiều cấp, nhưng sau đó được hòa giải thành ngay ở tổ dân phố, có công sức không nhỏ của người bí thư chi bộ này. Ông quan niệm cán bộ cơ sở chính là cầu nối giữa chính quyền với người dân. Do đó muốn triển khai thực hiện các phong trào, làm tốt công tác hòa giải, trước hết, người cán bộ cơ sở phải trưng cầu ý dân, luôn lắng nghe để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con. Từ đó mới tìm được nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn. Và khi đã hiểu được nguyên do, thì phải thật công tâm để hòa giải thành công. Nói thì đơn giản, nhưng ngay cả việc tìm thời điểm thích hợp, rồi thái độ, cách nói ra sao với các bên đang có xích mích cũng là kỹ năng được ông Long chú ý. Công tác hòa giải đòi hỏi sự khéo léo, và người bí thư chi bộ này đã làm tốt việc rút dần lửa từ đáy nồi từng chút một để làm nguội sự bức xúc, mâu thuẫn giữa các hộ gia đình trong cuộc sống
và giữa nhân dân với chính quyền địa phương. Không chỉ phân tích đúng sai, thiệt hơn, ông Long còn vận động người thân trong gia đình và hàng xóm láng giềng cùng tham gia thuyết phục, hòa giải để giữ đoàn kết xóm phố. Chúng tôi hòa giải tập trung ở cái dân chủ cơ sở này, làm sao cho nó khi bắt đầu có mâu thuẫn thì chúng tôi đã phải xem xét để hòa giải rồi, nhưng không để cho nó bùng nổ. Chính vì thế có những cái vụ mà hòa giải là chúng tôi đã hòa giải thành công khi quận rồi thành phố tập trung và làm không được, nhưng mà chỉ tôi và đồng chí tổ trưởng thôi làm vào đấy thì đã giải quyết xong. Với tâm niệm hòa giải để xóm ngõ yên vui, gia đình hạnh phúc và đã hòa giải thành công nhiều vụ việc tại cơ sở, ông Long được nhân dân trong tổ dân phố tin tưởng, nể phục. Thành tích tiêu biểu trong công tác hòa giải của chi bộ đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen. 10 năm qua, chi bộ tổ dân phố số 3 phường An Biên luôn giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm đến hẹn lại lên, cứ đến mùng 7 tháng Giêng âm lịch, người dân khắp nơi lại nô nức kéo nhau về làng Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương để thưởng thức một lễ hội vật có 102 tại Hải Phòng, nơi thể lệ thi đấu không theo bất cứ một quy chuẩn sẵn có nào mà hoàn toàn theo lệ làng quy định. Tuy chỉ là một hội vật của làng mang tính phong trào, nhưng vật Vĩnh Khê đã được đông đảo nhân dân khắp các tỉnh trong khu vực biết đến như một nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Nét độc đáo riêng biệt của hội vật truyền thống làng Vĩnh Khê nằm ở thể lệ thi đấu, không theo bất cứ một quy chuẩn sẵn có nào, mà hoàn toàn theo lệ làng quy định. Thông thường, các đô vật sẽ tham gia thi đấu trong 3 hiệp với thời gian mỗi hiệp là 3 phút để phân thắng bại. Trong trường hợp kết thúc 3 hiệp thi đấu vẫn không phân được thắng bại, thì các đô vật sẽ bước tiếp vào hiệp phụ thi đấu không còn tính thời gian. Người được coi là thắng tuyệt đối là khi hạ được đối thủ ở tư thế hai vai, một bên mông chạm thảm cùng lúc. Năm nay, hội vật làng Vĩnh Khê thu hút hơn 100 đô vật từ 11 đoàn từ khắp mọi nơi đăng ký tham gia thi đấu. Trong đó có nhiều gương mặt trẻ tuổi, nhiều vận động viên chuyên nghiệp từng thi đấu tại các giải quốc gia và quốc tế. Năm nào cũng vậy, cái lễ hội này nó là lễ hội rất lớn, nên công tác chuẩn bị hội là đã chuẩn bị từ trong năm. Lễ hội trong mấy ngày diễn ra rất là tốt đẹp. Hội vật năm nay chia ra thi đấu ở hai giải, đó là giải vô địch các tỉnh thành và vô địch các quận huyện, nhằm khích lệ tinh thần tham gia thi đấu của các đô vật. Hội vật truyền thống đình làng thu hút hàng ngàn người yêu thích môn vật đến xem và cổ vũ cho các đô vật. Về với hội vật của làng Vĩnh Khê, năm nay thì cũng như mọi năm mang lại tinh thần thượng võ của các cụ ngày xưa. Và mình cũng mong muốn là về với hội vật của làng đình làng và có được cảm nhận về sự truyền mình của đất nước và cái phong tục này luôn luôn giữ lại cái nét đẹp cho tất cả các anh mọi người đến thăm. Được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2018, hội vật Vĩnh Khê không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn những giá trị văn hóa từ thời cha ông để lại, mà còn khích lệ tinh thần thể dục thể thao của người dân địa phương, thể hiện tinh thần thượng võ và tình yêu đối với môn vật cổ truyền của dân tộc. Hơn 600 người nhập viện do tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết là con số mà Sở Y tế Hải Phòng vừa tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo báo cáo, tại các bệnh viện của Hải Phòng, trong dịp 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán đã có 660 lượt người đến khám và điều trị do tai nạn giao thông, tăng hơn 100 lượt người so với kỳ nghỉ Tết năm trước. Toàn thành phố cũng có 4 ca tai nạn do pháo nổ, giảm 2 ca so với Tết Mậu Tuất. Các bệnh viện cũng khám cấp cứu cho gần 50 người do ngộ độc thức ăn, gồm bia, rượu, thực phẩm hoặc rối loạn tiêu hóa. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.